Để mà ở trạng thái số 3 thì đầu tiên khi mà hai người đều muốn ra đi rồi thì đầu tiên mình phải nghĩ lại xem mình có muốn níu kéo cái mối quan hệ này không. Tức là đầu tiên mình phải chuyển từ mình từ trạng thái số 3 sang trạng thái số 4. Xong chuyển từ trạng thái số 4 sang trạng thái số 5. Từ trạng thái số 5 sang trạng thái số 6 và từ trạng thái số 6 sang trạng thái số 7. Đúng không ạ? Thì đầu tiên mình hỏi là mình có muốn níu kéo mối quan hệ này không? Mình có muốn tiếp tục với họ không? Có nhiều trường hợp như này. Đó là mình cứ đổ lỗi cho cái người vợ, người chồng của mình. Mình nói rằng anh ta hay là cô ta phải thay đổi trước. Chứ cô ta mà không thay đổi làm sao mà tôi thay đổi được? Hoặc là tôi thay đổi xong, tôi hứa với thầy, tôi luyện chú rồi luyện thần công rồi tôi thế này thế kia. Xong về tôi đối xử với họ nhẹ nhàng ngọt ngào thì họ lại chửi tôi, họ lại bảo tôi bị điên bị dở thế này thế kia, thì tôi lại tông tăng xông lên, tôi lại muốn chửi nhau, muốn đánh nhau với họ, thì làm sao mà gì ạ, là sao mà tôi xây dựng được mối quan hệ, đúng không ạ? Có rất nhiều người sẽ nghĩ như vậy, bởi vì sao ạ, họ nói rằng mối quan hệ phải xây dựng từ hai phía và vấn đề không phải ở một mình tôi. Cái điều này vừa đúng vừa sai, đúng không ạ? Chút nữa Huy sẽ nói lý do tại sao. Nhưng mà đầu tiên là chúng ta phải nhận lỗi về chính bản thân mình. Lỗi đầu tiên của mình là gì ạ? Là mình đã chọn người đấy để đưa họ vào trong cuộc đời của mình. Cái lỗi thứ hai đó là mình vẫn tiếp tục chọn họ ở bên cạnh mình. Tức là gì ạ? Mình vẫn chọn cái sự tổn thương mà họ mang lại cho mình. Mình còn ở với họ là mình còn bị tổn thương, nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận. Thì tại sao ạ? Bởi vì nhiều lý do khác. Có thể là mình có những cái nỗi sợ về mặt kinh tế, nỗi sợ về mặt con cái, nỗi sợ về mặt gia đình, nỗi sợ về hàng xóm, nỗi sợ về mặt gì ạ? Về công danh sự nghiệp, nỗi sợ về mặt uy tín. Cho nên mình chưa dám gì ạ? Chưa dám dứt áo ra đi để mà chia tay. Thì nếu như mà chúng ta đang ở trong cái trạng thái mà có nhiều nỗi sợ như vậy, thì việc thứ nhất đó là chúng ta phải tìm cách để mà vượt qua những nỗi sợ đó. Ví dụ nỗi sợ về mặt kinh tế thì chúng ta phải tự chủ về mặt kinh tế. Chúng ta đang phụ thuộc thì chúng ta phải tự chủ về mặt kinh tế. Nếu mà chúng ta đang gì ạ, đang sợ hãi về mặt con cái thì chúng ta hãy cố gắng nỗ lực để mà gì ạ, nuôi dạy con cái một cách tốt nhất. Tự chủ về mặt kinh tế thì chúng ta có thể nuôi dạy con cái chúng ta một mình được, đúng không ạ? Rồi chúng ta nỗi sợ về mặt mặt gia đình rồi họ hàng thì cái này thì chúng ta có thể gì ạ, chúng ta thay đổi được hoàn toàn dựa vào gì ạ, dựa vào cái việc học tập về thay đổi về mặt tư duy. Bởi vì thực tế là cuộc sống của mỗi người là do mình chịu trách nhiệm, mình gì ạ, mình là người làm chủ. Chỉ đơn giản là chúng ta không dám làm chủ cho nên chúng ta mới sợ những cái tiếng gièm pha từ những cái người khác. Rồi nỗi sợ về công danh sự nghiệp thì thực tế chúng ta nhìn ra xa thì chúng ta thấy rằng là gì ạ, có rất nhiều người tỷ phú, thậm chí là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng, có những cái người mà gì ạ, chính trị gia thì họ vẫn ly dị, họ vẫn chia tay, và mới đầu thì truyền thông dùm beng lên, sau một thời gian mình cũng chẳng còn nhớ nữa, có đúng không ạ? Mình chẳng quan tâm nữa, bởi vì cuộc sống của mình quá nhiều thứ để mình quan tâm rồi, mình chẳng có hơi đâu mình quan tâm cuộc sống của người ta. May ra thì nghe ở trên mạng nó một hai câu nó rộ lên một tí nó vui, sau đó mình cũng quên và cuối cùng họ vẫn sống cuộc sống của họ, mình vẫn sống cuộc sống của mình. Như vậy là những người chính trị gia rồi những cái người ca sĩ diễn viên nổi tiếng, những người tỷ phú mà họ còn gì ạ, họ còn làm được. Thế mình có gì đâu mà sợ gièm pha, có đúng không ạ? Đó. Cho nên nếu như mà cái mối quan hệ đã đi vào cái trạng thái không thể cứu vãn được nữa thì cách tốt nhất đấy là cho nó ra đi càng sớm càng tốt. Bởi vì sao ạ? Mình ở với họ thì mình không hạnh phúc, họ không hạnh phúc. Nhưng nếu mà gì ạ? Ra đi, họ ở với người khác, mình ở với người khác, mình hạnh phúc, họ hạnh phúc. Như vậy là gì ạ? Cùng một lúc mình giúp được hai người hạnh phúc. Thay vì ở với nhau mà hai người không hạnh phúc. Họ chia tay nhau thì là có bốn người hạnh phúc. Đúng không anh em? Đấy, còn tất nhiên là nếu mà họ họ phát triển giống như mình thì họ sẽ tìm được cái hạnh phúc của họ, họ sẽ tìm được mối quan hệ hoàn hảo. Nhưng họ không giống như mình thì có thể họ không hạnh phúc. Cái điều này thì mình phải chấp nhận thôi. Bởi vì cuộc sống của mình do mình làm chủ. Cuộc sống của họ do họ làm chủ. Họ lựa chọn đau khổ, đấy là việc của họ, không phải việc của mình. Mình không có trách nhiệm gì trong cái việc đó hết và họ cũng không có gì ạ, không có ảnh hưởng, không có quyết định gì cuộc đời của mình hết.
cái hạnh phúc của mình là do mình lựa chọn, chứ không phải là do họ, đúng không ạ? Đấy, cho nên là đôi khi á, là những mối quan hệ mà giống như hôm trước Huy có nghe một cái đoạn phỏng vấn, có một cô gái bảo là chị đã ly dị được 5 năm rồi, đúng không ạ? Thế thì xin hỏi chị một câu là chị có hối tiếc gì không? Chị bảo là cái điều hối tiếc nhất của tôi đấy là tại sao tôi không làm việc đấy sớm hơn. Thì đấy, đôi khi là mình cứ nghĩ rằng là cái việc đấy nó là kinh khủng, nó là ghê gớm, nó là cái gì đấy, nó đau khổ, nó là không thể chấp nhận được. Nhưng mà sau khi mà mình làm việc đấy, mình thấy rằng là ô, việc đấy nó cũng thấy bình thường thôi, cuối cùng là mọi việc nó cũng nhẹ nhàng. Mà thậm chí nó cảm thấy là được giải thoát, nó cảm thấy họ được tự do, họ cảm thấy được họ được sống là theo đúng cái điều mình mong muốn. Thế họ cảm thấy hạnh phúc, thế là được, đúng không ạ? Có những người họ không có vợ, cũng chẳng có chồng, nhưng họ vẫn luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc. Và họ không có ghét bỏ đàn ông, họ không ghét bỏ phụ nữ, họ luôn luôn mong muốn và tìm kiếm những mối quan hệ mới, và họ luôn mở lòng ra đón nhận những mối quan hệ mới. Vậy là họ hạnh phúc rồi. Có nhiều người còn ngưỡng mộ cuộc sống đó, không nhất thiết là mình phải có. Có rất nhiều người nói rằng là tôi phải có chồng, phải có vợ. Nhưng có chồng với có vợ để làm gì? Có chồng có vợ để là mình mong muốn cái điều hạnh phúc. Nhưng có chồng có vợ mà không hạnh phúc thì có chồng với vợ để làm gì?